Kinh văn: Này ông sao ở trong chỗ bỏ mất bản tâm, nhận các danh tướng hí luận thế gian mà vọng khởi phân biệt, như lấy tay chụp bắt hư không, chỉ thêm tự nhọc. Hư không làm sao để ông bắt được? Giảng: Thế Tôn tiếp tục nói với A Nan: Này ông sao còn ở trong ấy, nhận lầm các danh tướng hí luận thế gian mà vọng khởi phân biệt? Tại sao ông vẫn ở trong vọng tưởng và dùng thức tâm phân biệt? Sao ông vẫn cứ nương vào vọng tưởng mà dụng công tu tập? Lý thuyết thế gian về tự nhiên, nhân duyên đều là ngụy biện, là nhạy bén và hí luận về những điều không thực tế. Ông dùng thuật ngữ và đặc điểm hí luận là để phân biệt với diệu pháp của Như Lai, là để phân biệt với đại định di diệu Thủ Lăng Nghiêm. Sao ông làm như vậy? Như lấy tay chụp bắt hư không, dùng tâm vọng tưởng, dùng tức tâm phân biệt để đo lường đại định di diệu Thủ Lăng Nghiêm thì cũng giống như dùng tay nắm bắt hư không. Làm sao ông nắm giữ hư không được? Ông hãy hỏi đứa trẻ con thử xem con nắm bắt được hư không chăng? Ngay đứa trẻ cũng nói là không thể nào nắm bắt hư không được. Những điều ông đang làm hiện nay là nắm bắt hư không. Cũng như trước đây, thiền sư Đặng Ẩn Phong có nói: Trước tiên hãy bắt cho được hư không, rồi mới bắt được Đặng Ẩn Phong này. Sư nói như vậy với một con ma muốn bắt sư. Trước khi để cho ma bắt, sư đấu lý với nó. Sư bảo: Đợi ta một chút được chăng? Ta có chút việc nhỏ chưa làm xong. Khi nào xong việc, ta sẽ theo ngươi đi gặp Diêm Vương. Đặng Ẩn Phong là ai? Là một thiền sư có định lực rất cao. Khi sư đang ở trong định thì quỷ thần không thể thấy được sư, nhưng sư có thể thấy được quỷ thần khi sư xuất định. Lúc ấy quỷ vô thường đến thăm sư. Quỷ vô thường là gì? Khi quý vị sắp đến giờ lâm chung, quỷ vô thường là bạn đồng hành đến để đưa quý vị đi gặp Diêm Vương. Ngài bạn đồng hành ấy đến bắt Đặng Ẩn Phong và nói rằng: Mạng sống của ông hết rồi, hãy đi gặp Diêm Vương với tôi. Rồi nó còng tay bằng xích sắt Đặng Ẩn Phong lại. Đặng Ẩn Phong nói với quỷ: Này ông bạn, đừng có vô lễ như vậy. Ta vẫn còn một việc chưa làm xong. Khi nào xong rồi, ta sẽ đi với ngươi. Quỷ vô thường suy nghĩ: Ngươi cố cưỡng lại lệnh Diêm Vương. Được rồi, lịch sự với nhà ngươi một chút cũng chẳng sao. Nên quỷ nói: Ông có việc gì chưa xong nào? Đặng Ẩn Phong liền xếp chân ngồi thiền theo thế kiết già. Ngay đó sư liền nhập vào đại định. Định mà sư nhập vào là vô tướng tam muội. Trước khi vào định, sư nói: Hãy đi mà bắt hư không, rồi mới đem Đặng Ẩn Phong này theo được. Sư nói với quỷ vô thường tiếp: Nếu người bắt được hư không thì hãy trở lại đây, đưa ta đi gặp Diêm Vương. Một khi sư đã nhập định rồi thì quỷ vô thường không còn cách nào bắt sư được nữa. Nên quý vị phải biết rằng định lực cực kỳ quan trọng. Định lực có nghĩa là không bị vật xoay chuyển. Trong kinh văn trước đã có nói: Nếu chuyển được vật tức đồng Như Lai. Tu tập đạt được định lực cũng như vậy. Tôi sẽ giải thích đạo lý này cho quý vị biết, đó là điều chân thật chứ không phải là chuyện đùa. Nếu là người có định lực thì khi thấy phụ nữ, bất luận cô ta đẹp đến cỡ nào thì anh ta vẫn kiềm chế được tâm mình. Anh ta không móng khởi dục vọng. Đó là định lực. Nếu khi vừa thấy phụ nữ mà quý vị trở nên loạn choạng chao đảo và thấy như có bàn tay chặn ngang họng thì đó là không có định lực. Quý vị có thể đảo ngược chủ ngữ trong câu văn, có nghĩa là tương tự như khi phụ nữ gặp đàn ông. Quý vị phải giữ trạng thái như như bất động. Và nếu quý vị có thể giữ mình không bị xoay chuyển bởi dục vọng thì quý vị có được định lực.
đó mới chỉ là bước đầu tiên. Bước đầu tiên là đạt được năng lực không bị xoay chuyển bởi dục vọng. Thế nên thấy đồng nghĩa với không thấy. Quý vị đối đầu với hoàn cảnh mà không móng tâm, quý vị nếm mùi chịu đựng mà vẫn không động tâm, đó là định lực. Quý vị có thể đo lường định lực của mình đến đâu. Chẳng hạn, nếu quý vị giữ được tâm bất động, không khởi ham muốn dục vọng nam nữ trong tâm, thế là quý vị đã có chút ít định lực. Xa hơn, nếu quý vị có thể giữ không sinh khởi chút rắc rối nào khi đi với bạn gái mình, thì đó là công phu chân chính. Nhưng công phu này không thể dễ đạt được. Nếu quý vị đạt được định lực ấy, có nghĩa là quý vị có khả năng tu tập và đạt được thân kim cương bất hoại. Nếu quý vị thiếu định lực ấy thì phải làm gì? Là đừng bao giờ thỏa mãn với hoàn cảnh hạn hẹp này, rồi nói: tôi chẳng cần định lực ấy nhiều như thế đâu, tôi chẳng cần tu, tôi chịu thua thôi. Thật là uổng công, quý vị chỉ chuốc lấy sự thất bại thôi. Quý vị càng có ít định lực thì càng phải tu tập nhiều. Chẳng hạn, tôi ngồi thiền là thấy đau nhất, càng đau tôi càng muốn ngồi thiền, tôi phải tự nỗ lực làm những việc khó làm, đó cũng là định lực. Chỉ thêm tự nhọc, Đức Phật bảo A Nan rằng dùng tâm thức để phát minh những hí luận về tánh thế, cũng như cố gắng nắm bắt hư không. Những gì ông làm đều là lao nhọc vô ích, ông tự làm mình mòn mỏi và cạn kiệt sinh lực, ông tự phí sức mình. Rốt ráo, nếu ông tiếp tục sờ soạn hư không bằng tay mình, tay ông có tránh khỏi bị mỏi không? Cuối cùng, tay ông sẽ nhức mỏi và sẽ bắt đầu chuyển từ tình trạng đau nhức sang kiệt sức. Ông vật lộn chụp bắt hư không, nhưng không thể nào nắm bắt được hư không. Ông chụp bắt mà không có được gì cả. Ông lại chụp bắt và lại không có được gì cả. Cũng giống như không có việc gì để làm và đi tìm xem có việc gì để làm. Và đó là cách A Nan đang làm. A Nan không có việc gì để làm cả. Có lẽ đó là trường hợp của một vị tăng ăn no rồi không biết làm việc gì nên bắt đầu chụp bắt lấy hư không. Hư không làm sao để ông bắt được? Làm sao mà hư không lại để cho ông nắm bắt được? Hư không cơ bản vốn là hư không, làm sao ông bắt được nó? Nếu nó có cái gì đó để ông nắm bắt được thì nó không phải là hư không. Nó phải là vật thì ông mới có thể bắt được nó. Chẳng hạn cái tách này, vì nó là cái tách nên tôi có thể cầm lấy nó. Nếu cái tách không có ở kia thì không thể nào cầm nắm rồi đưa tách lên xuống và sẽ không có chuyện gì hết cả. Thế nên Đức Phật ví A Nan, người chuyên công phu tu tập bằng thức tâm phân biệt, với những người chụp bắt hư không. Đạo lý này giống nhau. Quý vị chỉ tăng thêm nhọc mệt, chẳng có chút lợi lạc chút nào cho bản tâm cả. Ha ha ha, 问什么的说